Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại chương trình Phong thủy Sakat. Lời đầu tiên thay mặt thầy Sakat cùng ban biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền địa vị trong xã hội. Trong tháng 9, đường tài lộc của người tuổi Thìn vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ các tinh nâng đỡ. Những quyết định của người tuổi Thìn trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn. Cụ thể, vận trình của người tuổi Thìn như thế nào trong tháng 9 âm lịch? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi của các gia chủ tuổi Thìn trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng 9 cho gia chủ tuổi Thìn trên phương diện sự nghiệp gặp khó khăn bủa vây, cạm bẫy răng lối. Người tuổi Thìn làm việc vất vả hơn, mất công mất sức mà chưa thể thu về kết quả như mong đợi. Dưới tác động của cục diện xung khắc, người tuổi Thìn làm gì cũng một thân một mình, không có quá nhiều người thân hay bạn bè giúp đỡ. Người làm công ăn lương bấp bênh với công việc hiện tại, gặp nhiều thị phi tại nơi làm việc, không được cấp trên công nhận nên bạn phải thật sự bình tĩnh để giải quyết mọi công việc, tránh để cảm xúc lấn át làm hỏng việc lớn. Người tự chủ kinh doanh buôn bán cũng không khởi sắc hơn, gặp nhiều bất lợi, tệ hơn có dấu hiệu bị hãm hại, chèn ép bởi đối tác, thận trọng trong hùn hạp, làm ăn, kẻo tiền mất tật mang. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình, sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Sa Cát khuyên ta chủ, hãy mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, công việc bất lợi nên tài lộc cũng giảm sút trông thấy, xung khắc địa chi ngăn cản nhiều cơ hội làm giàu dù đã ở trước mắt. Trong tháng kiếm tiền đã khó khăn, làm tiền ra lại khó giữ, bạn sẽ phải chi tiêu rất nhiều các khoản lớn, nhỏ vào công việc sinh hoạt gia đình cũng như công việc làm ăn. Người làm công ăn lương thu nhập hầu như không tăng do chỉ có một nguồn thu chính, kinh doanh buôn bán cũng không mấy thuận lợi, dễ bị tình trạng bùng hàng, ế ẩm. Đây không phải là thời điểm lý tưởng để hợp tác mở rộng làm ăn hay là đầu tư, khả năng cao không thu hồi được vốn, nghiêm trọng hơn còn khiến bạn rơi vào cảnh túng thiếu nợ nần. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, thầy Sa Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân thân tí thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phòng thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Áp lực do phiền muộn cuộc sống khiến gia chủ phải suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe, khó tránh các chứng bệnh về thần kinh và hệ tiêu hóa như đau đầu, đau dạ dày, giảm sút thị lực. Vì thế, quý gia chủ cần học cách cân bằng giữa công việc, học tập và nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc, tinh thần, nên kết hợp với luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để tăng cường thể lực. Các gia chủ tuổi Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này về phương diện tình cảm, gia đạo không được tốt với những người tuổi Thìn, chủ về gặp chuyện buồn, thiếu hòa khí. Người độc thân dù được có một vài cơ hội gặp gỡ người khác giới do người lớn giới thiệu, nhưng nam nữ vẫn khó tìm được người ưng ý. Các mối quan hệ chỉ chớp nhoáng, đi rồi khó đọng lại. Những gia chủ tuổi Thìn đã yên bề sa thất, tháng này dễ xảy ra các cuộc tranh chấp, cãi vã có lớn, có nhỏ, khiến tình cảm rạn nứt, không khí gia đình không được yên ấm. Các cặp đôi đang hẹn hò mà tính chuyện kết hôn, e rằng khó mà thành đôi. Tử vi của từng tuổi Thìn trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000.
Người tuổi Canh Thìn gặp nhiều chuyện tốt đẹp trong công việc và học tập, vì thế bản mệnh cần phải biết nắm chắc cơ hội, thể hiện năng lực và tài hoa của mình trong tập thể. Người tuổi này cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh việc kiếm tiền bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu. Nếu có cơ hội, có thể tìm hiểu thêm các lĩnh vực như đầu tư, phân tích tình hình thị trường. Bạn có thể kiếm thêm được những khoản thu nhập ngoài mức lương chính. Phương diện tình cảm không có quá nhiều khởi sắc. Những người còn độc thân có thể được nhiều đối tượng khác giới theo đuổi, nhưng khuyên bạn không nên đi đến những quyết định quá vội vàng mà nên suy nghĩ thật cẩn thận, quan sát kỹ càng. Tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Tháng này, tình hình sức khỏe của người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 không thực sự lý tưởng, chủ yếu là bởi bạn phải chịu tác động nặng nề của cục diện xung khắc. Bạn cần phải chú ý đến an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển hoặc là lao động tay chân, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cần hạn chế tính cách nóng nảy, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bạn cũng cần lập những kế hoạch cụ thể cho công việc của mình để có chí hướng phấn đấu. Dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc giữa chừng. Trong chuyện chi tiêu, đương số dễ rơi vào cảnh vay nợ vì tiêu tiền bừa bãi cho những mục đích không thực sự cần thiết. Người làm ăn kinh doanh cần hạn chế đầu tư, chớ nên tin theo lời rủ rê của người khác, đổ tiền vào những hạng mục không đáng tin cậy. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Tháng này, nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Thìn sinh năm 1976 không được thuận lợi như ý muốn. Trong sự nghiệp, bạn gặp phải nhiều trở ngại, lại thêm ảnh hưởng của tuổi tác. Bản mệnh thường muốn từ bỏ giữa chừng, hoặc dù có tiếp tục thì cũng không thực sự nhiệt tình trong quá trình tìm cách giải quyết. Thái độ làm việc không cẩn thận này khiến sai sót lại càng dễ xảy ra hơn, nghiêm trọng có thể dẫn đến tình trạng bị giáng chức hoặc bị phạt tiền. Phương diện tình cảm cũng không thực sự ổn định, bạn dễ bị lôi kéo bởi những cám dỗ bên ngoài, lạnh nhạt với nửa kia của mình. Nếu không tự nhắc nhở bản thân, bạn dễ sa ngã, khiến hôn nhân đi đến bờ vực đổ vỡ. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Tháng này có sự tương khắc bất lợi cho những người tuổi Giáp Thìn, chủ về khó khăn, gặp mọi sự bất ngờ, công việc làm ăn của gia đình phải đủ chuyện rắc rối, bất lợi, hoạt động kinh doanh trì trệ do bị đối thủ cạnh tranh phá hoại. Về gia đạo thì bất ổn, thiếu hòa khí giữa anh em, con cháu trong nhà, thường xuyên xảy ra lục đục cãi vã. Thời gian cuối tháng mọi việc có thể sẽ tươi sáng hơn. Tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Trong tháng này, gia chủ sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà, ra ngoài xã hội được nhiều người kính trọng, quý mến, không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên sẽ xảy ra một vài tranh cãi với người trong nhà. Bản mệnh cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo, gây ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành triển khai. Tình hình sức khỏe cũng không thể chủ quan lơ là, bạn nên duy trì thói quen rèn luyện thể dục, thể thao, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất Lục hợp Mão, Tam hợp Dần và Ngọ Thành hòa cục, xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi, Tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Thìn, trong tháng 9 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày như sau. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 9 năm 2022, tức 30 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 9 năm 2022, tức ngày 12 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Thìn trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 9 năm 2022, tức ngày 29 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 9 năm 2022, tức ngày 11 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa.
Ngày âm lịch ngày 28 tháng 9 năm 2022, tức 23 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành những công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phố Long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của người tuổi Thìn trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.